Rồi mình chào anh em nha. Thì lúc này á, mình có mấy clip trước mình có bán, đăng là mình bán mấy cái bộ như làm quạt như thế này nè. Thì anh em nào mà mua mua về chế cháo, hoặc là anh em mua về tự làm nha, hoặc là anh em mua về bán lại nha, hoặc là anh em sửa cho khách á, thì anh em mua 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 nhiều thì mình để giá khá là tốt nha. Thì hôm nay mình sẽ nói trước một hai món cho anh em coi thôi, anh em tham khảo được anh em mua nha. Đây là cái Roto Stator quạt B5 nha, B4 nè. Đây là B4, B4 thì nó mỏng hơn nè, B5 nó dày hơn. Đó, anh em nhìn vô khác nhau nha. Một cái B5, một cái B4 nha. Đó, cái này B4, này B5 nè. Thì anh em nào mua mua không nha, thì cái này mình để mình hồi xưa mình vẫn bán giá 70k nha, 70k nè. Còn cái B5 này là 100k nha. B5 này di động nó rất là nhiều nha, anh em nhìn di động nó quá trời luôn nè. 100% nha, mình bán là hàng này hàng của cơ sở Quốc Hưng nha. Quốc Hưng anh em nào mà mua nhiều anh em biết rồi. Tại mình xài Quốc Hưng thôi mà mình không có xài mấy hàng khác. Tại vì mình thấy hàng này xài khá là ok. Rồi, cái nhông đảo nè. Nhông đảo này nè. Anh em nào mua mình anh nào mua mua lẻ mình để 20k một cái nha. Chỉ có 20k một cái thôi. Trong quá trình anh em mua đồ bên mình mà anh em thấy cần cái gì anh em mua á. Đó, mình làm clip này anh em mua. Rồi cái bạc đạn này nha. Cái cặp cặp bạc đạn này nha, mình ở đây mình có hai mẫu nha, sơ mi nhựa và sơ mi nhôm nha. Đây là sơ mi nhựa nha. Sơ mi nhựa thì mình vẫn để cho anh em là giá 45k nha, 45k đó. Sơ mi nhôm cũng 45k. Anh em nào thích thích mua cái này mà đổi qua bạc đạn sắt nha, đổi ra mình thay cho anh em, mình lấy cặp bà đạn bãi cũ á, bà đạn mà mặt sắt nha, cũ mình lấy anh em là 50k, là anh em đổi thành cái bà đạn này là bà đạn sắt nha, bà đạn bãi nha, bà đạn cũ. Còn cái bà đạn này là bà đạn mới, nhưng mà bà đạn này bà đạn tàu nha, xài nó sẽ không bền. Rồi còn cái xiết lồng nhôm này nè, anh em nên cái này giờ nó rẻ lắm, anh em đừng nên xiết lồng nhựa nữa, nhựa nó hay xài nó tuôn răng, nó gãy cái cánh của anh em đó, nhưng gãy cánh chỗ này nè. Anh em xài không biết, anh em bảy 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 lên bảy xuống cái nó gãy cái nó xúc cái lồng ra, cái gãy cái cánh. Cái này anh mình bán cho anh em chỉ có 4.000 cái thôi đó, 4.000 cái thôi. Cái này mình bán cho anh em 4.000 cái nữa. Đó, ngon bộ rẻ luôn. Còn cái này rất là hay nè. Cái này mà khi mà anh em đồ qua anh em nên xài cái cục canh này nè. Tại cục canh này nó làm tản gì cho cái rotor, cái stator của mình luôn nha. Cục canh này rất là hay nha. Cục canh này anh em nào mua mình để cho anh em là 1.500 một con nha, 1.500 một cái nha, 1.500 một cái này một cặp. Anh em nên về anh em lấy một cặp, anh em cắt bớt đi gì tùy đó. Nếu mà anh em đồ bạc đạn anh em phải cắt bớt đi miếng nha, chứ không có đây cắt bằng cái này là đủ nè đó. Còn mấy cái này nắp xiết lồng này mình bán em ngàn cái thôi đó, 1.000 một cái này, 1.000 một cái xiết lồng nè. Còn cái nắp nhông này nè, nắp nhông này mà anh em nào bị bể mình bán cũng 1.000 cái thôi. Còn anh em nào mua đồ bên mình mấy cái đồ nhỏ nhỏ này á, anh em thích mình tặng nha nha. Ví dụ anh em mua hộp số, anh em ở nhà mình có cái lồng quạt cái bị hư, mình tặng cho anh em cái này luôn, mấy cái nhỏ nhỏ này mình tặng nha. Còn mấy cái này không tặng được nha, cái này không tặng được nè, cái này không tặng được nè, cái này không tặng được nè. Đó, ngoài ra những cái phần còn lại, tại vì mình để bên kho nhiều lắm nha, nó còn nhiều cái nào cốt quạt cốt rồi bạc. Anh em nào mua đồ bên mình, anh em nào mà muốn thích cái gì anh em cứ coi trong đó được cái gì mình tặng cho, không có đâu mình tặng đồ mới luôn á, khỏi tặng đồ cũ đó. Ví dụ anh em mua hộp số hay mua cái gì anh em muốn ở nhà mình có cái này tặng cho anh em, mình sẵn sàng mình tặng cho anh em mấy cái món linh tinh này, đồ mới luôn đó. Tài quạt thì nó còn nhiều lắm, còn bịch rút nữa, nhưng mình để bên kho rồi. Thì hôm nào ấy thì mình đăng này. Cái này sơ mi nhựa nè, sơ mi nhựa nè. Nhưng mà mình đi mua mình thấy nó bằng nhau nha anh em, thế là hai nó bằng giá nhau, nó không có lệch nhau nữa. Anh em nào thích sơ mi nhựa thì lấy sơ mi nhựa, anh em thích sơ mi nhôm bằng giá nhau nha. Rồi thôi, chào mọi người.